Bão số 3 đạt cấp mạnh nhất, sóng biển cao 9 mét. Bão số 3 mạnh cấp 11 và cấp 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 và cấp 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km/h. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km, cường độ tiếp tục giảm dần. Trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến 13 và cấp 16, biển động dữ dội. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Gió mạnh có thể lên tới cấp 14 và cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Trong vòng 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 4 đến 6 mét. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9, sóng biển có thể tăng dần lên 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.